Minh được Tử Vi rất là vui khi được chào đón quý cô bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, những người làm chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị có được cuộc sống giàu sang, đủ đầy, việc gì cũng thuận lợi, thuận buồm xuôi gió, có thể làm nên sự nghiệp hiện hách, đón nhiều vận may bất ngờ, tài lộc thăng hoa, có cơ hội trúng số, trúng thưởng, đổi đời như ý. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, thầy tử vi báo trước cực chính xác. Tuần vàng hốt bạc tháng 10 âm lịch 2024, tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966, có phước có lộc, trúng lớn cực đậm, vận số giàu sang cực sướng. Thưa quý mệnh chủ tuổi Bính Ngọ thân mến, lại nói trên đời này, cái giới hạn lớn nhất ngăn cản chúng ta bước vào con đường mới thường là chính bản thân mình. Tôi không đủ giỏi, tôi không có tài năng, tôi không quá may mắn. Những dòng suy nghĩ đó luôn quẩn quanh khiến Bính Ngọ dậm chân tại chỗ, vì cái nơi tại chỗ đấy khá an toàn, khá là quen thuộc. Tuy nghèo, tuy không phải là cuộc đời mà Bính Ngọ muốn sống, nhưng cho bản thân Bính Ngọ được lười biếng, được nhàn tản trong một phạm vi nhất định và cứ mãi tại chỗ dậm chân. Người sống trên đời, không ai sinh ra đã bẩm sinh tài giỏi, muốn giỏi luôn phải trải qua quá trình học hỏi và rèn luyện. Khi Bính Ngọ không giàu sẵn, khi Bính Ngọ không có tài năng, khi Bính Ngọ không có quá nhiều hậu thuẫn từ gia đình, thì thứ duy nhất Bính Ngọ có thể dựa vào chỉ là sự chăm chỉ của bản thân. Thứ có thể giúp Bính Ngọ phân hóa, đi vào tầng lớp cao trong xã hội sẽ là nghị lực, là sự chăm chỉ, là sự cần cù, cùng dám nghĩ, dám làm, dám mơ, dám ước. Bính Ngọ có thể thắng, cũng có thể thua, có thể thành, có thể bại. Mọi trải nghiệm tồn tại trên đời đều có lý do tồn tại của nó, để tôi rèn, để luyện tâm, để đúc tài năng, để gọt rũa vỏ ngoài của viên ngọc thô nào đó. Chỉ cần Bính Ngọ không dậm chân tại chỗ trong cái đoạn này, thế là đủ. Theo tử vi 2024, bước vào tháng 10 âm lịch cũng sẽ là lúc đại vận ập đến. Cái vận của Bính Ngọ sẽ có quý nhân nâng đỡ, sao tốt phù trợ, lộc thu dồn dập. Cuộc sống khiến ai cũng phải ngưỡng mộ, điều này sẽ cho họ sự thịnh vượng dần lên, xứng với những cống hiến mà họ đã trao đi để phấn đấu trong cuộc đời này. Quý vị thân mến, phong thủy không chỉ là những nguyên tắc vô hình mà nó còn là chìa khóa mở ra những cánh cửa may mắn, tài lộc và hạnh phúc trong cuộc sống hàng ngày. Những điều tưởng chừng như nhỏ bé và đơn giản trong phong thủy lại có sức mạnh thay đổi vận mệnh của con người một cách thần kỳ. Đặc biệt là với những ai sinh vào năm Bính Ngọ 1966, tháng 10 âm lịch là thời điểm vô cùng quan trọng để tận dụng những bí quyết phong thủy nhằm đạt được sự thịnh vượng. Nhưng làm thế nào để kích hoạt vận may, làm sao để tài lộc ùn ùn kéo đến, bí quyết nằm ngay ở những cây trồng xung quanh chúng ta. Có lẽ quý vị sẽ ngạc nhiên, nhưng cây trồng phong thủy được xem là cây trồng phong thủy có khả năng bổ trợ công danh, tài lộc, tình duyên, có tác dụng kích thích cung tài lộc cũng như có khả năng giữ của tốt cho chủ nhân, đã được sử dụng từ hàng ngàn năm qua để hóa giải năng lượng tiêu cực, bảo vệ gia đình và mang lại sự bình an. Sinh khí phát ra từ cây giúp gia chủ xua đi vận hạn, sự đen đủi đeo bám, gia chủ sẽ đề phòng được những điều xấu xa và xui xẻo. Chỉ cần trồng cây phong thủy ở vị trí đúng đắn trong nhà, quý vị sẽ thấy những thay đổi không ngờ sau khi áp dụng. Hãy cùng Minh Đường Tử Vi khám phá chi tiết cách sử dụng, các mẹo phong thủy và sức mạnh kỳ diệu của cây phong thủy trong video hôm nay. Đây có thể là chìa khóa để quý vị mở ra cánh cửa tài lộc và phú quý trong cuộc sống của mình. Và nếu thực sự cô bác muốn biết cụ thể thế nào, thì hãy lắng nghe Minh Đường Tử Vi trực tiếp lý giải ngay dưới video sau. Tiên tri chấn động, tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966, có phước có lộc, trúng lớn cực đậm, cực giàu tháng 10 âm lịch. Người sinh năm 1966 thuộc tuổi Bính Ngọ, mang trong mình mệnh thiên hà thủy, hay còn gọi là nước trên trời.
Theo quan niệm phong thủy ngũ hành, mỗi con người đều là sự kết hợp của các nguyên tố kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, và sự cân bằng giữa chúng là yếu tố quan trọng giúp cải thiện công việc, cuộc sống, tình duyên và sức khỏe. Ngũ hành có mối quan hệ tương sinh và tương khắc, trong đó thủy được sinh ra từ kim và giúp nuôi dưỡng mộc. Chính vì thế, màu sắc phù hợp nhất cho người tuổi Bính Ngọ là những tông màu xanh lam, đen, trắng, xám và ghi. Sử dụng trang sức phong thủy như đá thạch anh trắng hay mã não đen không chỉ hỗ trợ kích thích tài vận mà còn mang lại may mắn cho cuộc sống hàng ngày. Người sinh năm 1966 thường rất hợp với những người mệnh kim và mộc. Những người này có thể tạo nên mối quan hệ ăn ý và hỗ trợ lẫn nhau trong công việc và cuộc sống. Đặc biệt, mối quan hệ giữa tuổi Bính Ngọ với tuổi Dần và tuổi Tuất rất lý tưởng, hứa hẹn mang đến tình yêu và tình bạn bền chặt. Ngược lại, cần tránh xa những người thuộc tuổi Tý, Mão và Dậu, vì đây là những tuổi có khả năng tạo ra xung đột và khó khăn trong quan hệ. Thấu hiểu những yếu tố phong thủy và mối quan hệ tương sinh, tương khắc sẽ giúp người tuổi Bính Ngọ mở ra cánh cửa may mắn và thịnh vượng trong cuộc sống. Và phong thủy không chỉ là một yếu tố trong cuộc sống, mà còn là một nguồn năng lượng mang lại may mắn và tài lộc cho những người sinh năm Bính Ngọ 1966. Với ngũ hành thuộc thiên hà thủy, những người tuổi Bính Ngọ được Phật bản mệnh là Đại Thế Chí Bồ Tát bảo hộ, tượng trưng cho trí tuệ sâu sắc và ánh sáng dẫn lối. Ngài là vị Bồ Tát không chỉ mang đến trí tuệ thông suốt, mà còn giúp con người vượt qua những khổ đau và gian truân trong cuộc sống, tạo ra một không gian tinh thần an lạc và thanh thản. Để kích hoạt tài vận và thu hút may mắn, người tuổi Bính Ngọ nên sử dụng dụng các loại trang sức phong thủy màu xanh lam, đen, trắng, xám và ghi. Những viên đá như aquamarine, thạch anh trắng và đá núi lửa olix không chỉ có vẻ đẹp thu hút mà còn mang đến nhiều lợi ích phong thủy. Aquamarine, viên đá của thần biển giúp đem lại bình an và tinh thần tĩnh tại. Thạch anh trắng được biết đến như một hộ mệnh, giảm căng thẳng đồng thời tăng cường sự tập trung. Còn đá núi lửa olix với năng lượng mạnh mẽ, có khả năng thanh tịnh, điều hòa huyết mạch và hỗ trợ cơ thể. Ngoài ra, những linh vật như Phật Tổ Như Lai, Phật Di Lặc, Tỳ Hưu hay Thiềm Thừ cũng rất hữu ích trong việc thu hút tài lộc và may mắn cho người tuổi Bính Ngọ. Hãy nhớ rằng, để phát huy tối đa hiệu quả phong thủy, trang sức và vật phẩm cần được làm từ đá quý tự nhiên nhằm thu hút linh khí từ đất trời và mang lại sức mạnh tích cực cho cuộc sống của bạn. Tử vi tháng 10 âm lịch của tuổi Bính Ngọ 1966, một chặng đường đầy thử thách và cơ hội. Tháng 10 âm lịch năm 2024, những người sinh năm Bính Ngọ 1966 sẽ trải qua một hành trình không hề dễ dàng. Tử vi cho thấy, tháng này sẽ mang đến không ít trở ngại trong cuộc sống của bạn, ảnh hưởng đến cả công việc, tình cảm và sức khỏe. Mặc dù những khó khăn này có thể không hoàn toàn xuất phát từ chính bạn, nhưng việc duy trì một tâm thế chủ động sẽ là chìa khóa giúp bạn vượt qua tháng này một cách êm đẹp. Dưới ảnh hưởng của thiên quang, bạn có thể gặp phải nhiều rắc rối bất ngờ, khiến cho những kế hoạch đã được chuẩn bị từ trước trở nên khó thực hiện. Điều này không chỉ khiến bạn cảm thấy bối rối, mà còn mang lại cảm giác thiếu tự tin. Tuy nhiên, hãy coi đây là cơ hội để nhận ra những thiếu sót trong bản thân và rút ra bài học quý giá. Nếu bạn phát hiện ra mình đang mắc phải những sai lầm lặp đi lặp lại, đó là lúc để bạn tự kiểm điểm và điều chỉnh cách tiếp cận của mình. Bính Ngọ là người thẳng thắn và chính trực, bạn không thích những cuộc tranh luận vô nghĩa. Với khả năng cảm nhận giới hạn của vấn đề, bạn luôn biết khi nào cần dừng lại, giúp các cuộc cãi giả nhanh chóng lắng xuống. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng lời nói có sức mạnh rất lớn, một câu nói sai có thể gây tổn thương nhiều hơn bạn nghĩ. Vì vậy, hãy lựa chọn từ ngữ của mình một cách khéo léo và phù hợp. Đừng ngần ngại thể cá tính mạnh mẽ và lòng trắc ẩn bên trong bạn, vì chính điều này làm cho bạn trở nên đặc biệt. Bất chấp nhiệt huyết vốn có, sau những tổn thương trong những ngày đầu tháng, tinh thần của bạn có thể trở nên u ám. Đặc biệt, với nguyệt lệnh mệnh, bạn có thể cảm thấy lười biếng và không muốn tham gia vào các hoạt động. Tìm kiếm một nơi an ổn có thể là cách bạn chọn để làm dịu đi vết thương lòng, nhưng hãy cẩn trọng. Sự rút lui quá mức có thể dẫn bạn vào dòng xoáy của sự chán nản và bi quan. Trong giai đoạn này, một lời khuyên chân thành dành cho bạn là hãy tránh xa thái độ hờn dỗi, dù là trong công việc hay tình cảm. Việc này không chỉ không mang lại hiệu quả, mà còn khiến bạn bị u mê và vướng mắc trong những cảm xúc tiêu cực. Hãy tìm kiếm những cách tích cực để đối diện với thử thách như giao tiếp cởi mở và tìm kiếm sự hỗ trợ từ những người xung quanh. Nhớ rằng, vượt qua khó khăn không chỉ là một cuộc chiến cá nhân,
mà còn là một hành trình khám phá chính bản thân bạn. Tháng 10 âm lịch này sẽ là một thử thách cho những người sinh năm Bính Ngọ, nhưng cũng là cơ hội để bạn trưởng thành và phát triển hơn. Hãy giữ vững tinh thần và nhìn nhận mọi thứ từ góc độ tích cực. Cuộc sống luôn có những biến đổi và cách bạn đối diện với chúng sẽ định hình tương lai của bạn. Bạn là một người đặc biệt, hãy tự tin bước tiếp và khẳng định giá trị của bản thân. Tử vi sự nghiệp tháng 10 âm lịch của tuổi Bính Ngọ 1966 đối mặt thử thách với tâm thế bình tĩnh. Bước vào tháng 10 âm lịch năm 2024 là một chặng đường đầy thách thức đối với những người sinh năm Bính Ngọ 1966. Theo tử vi, sự xuất hiện của sao Thiên Hình trong tháng này không hề đơn giản, mà mang đến những cảnh báo về việc cần phải thận trọng hơn trong mọi quyết định của mình. Trong khi sự nhanh nhẹn là một phẩm chất quý giá, đôi khi nó cũng có thể trở thành con dao hai lưỡi khiến bạn mắc phải những sai lầm đáng tiếc. Hãy nhớ rằng, không phải ai cũng có khả năng xử lý tình huống như bạn. Sự vội vàng có thể dẫn đến những quyết định sai lầm và điều này có thể làm tổn thương những người xung quanh. Những người chậm chạp hơn, mặc dù có thể không nhanh nhẹn như bạn, nhưng họ lại có tính cẩn trọng. Làm việc đến đâu chắc chắn đến đó, việc tôn trọng sự khác biệt trong cách làm việc của người khác sẽ giúp bạn tránh xa những xung đột không cần thiết. Ngoài ra, sự hiện diện của ngũ hoàng tại cung chính Tây dự báo rằng bạn có thể trở thành mục tiêu của những tiểu nhân, những người sẵn sàng hãm hại bạn trong công việc. Trong tháng này, hãy chuẩn bị tinh thần để đối diện với những tin đồn sai lệch. Tuy nhiên, thay vì phản ứng một cách vội vàng, hãy lựa chọn cách lờ đi những lời gièm pha ấy. Điều quan trọng là trước khi đưa ra bất kỳ quyết định lớn nào, đặc biệt liên quan đến sự nghiệp, bạn nên dừng lại và quan sát kỹ lưỡng tình hình xung quanh. Sự khiêm tốn trong hành xử sẽ mang lại nhiều lợi ích cho bạn trong tháng này. Nếu bạn vẫn duy trì thói quen hành động cẩu thả và bất cẩn, bạn rất dễ gặp phải những rắc rối không đáng có, thậm chí có thể bị chơi xấu hay gặp phải những tình huống gây hại cho bản thân. Ngược lại, nếu bạn có thể hướng nội hơn, tập trung vào công việc của mình với phong cách làm việc chỉnh chu và nghiêm túc, bạn sẽ khó bị chỉ trích và tìm thấy sự bình yên trong công việc. Tháng 10 âm lịch này chính là một cơ hội để bạn củng cố lại bản thân, nhìn nhận lại cách làm việc và điều chỉnh hành vi của mình sao cho phù hợp với tình hình. Hãy luôn nhớ rằng, trong thế giới đầy cạnh tranh này, sự kiên nhẫn và sự tôn trọng lẫn nhau sẽ giúp bạn đi xa hơn trên con đường sự nghiệp. Hãy tự tin bước đi và biến những thách thức thành cơ hội để phát triển hơn nữa trong tương lai. Tử vi tài lộc tháng 10 âm lịch của tuổi Bính Ngọ 1966, khó khăn đến từ những quyết định. Trong tháng 10 âm lịch năm 2024, tử vi tài lộc của những người tuổi Bính Ngọ 1966 báo hiệu một khoảng thời gian không hề dễ dàng. Bản mệnh có thể sẽ phải di chuyển xa, làm việc vất vả để giải quyết các vấn đề liên quan đến sự nghiệp. Hành trình này sẽ tiêu tốn không ít tiền bạc cho việc đi lại, ăn uống và khảo sát thị trường. Cùng với việc thiết lập quan hệ đối tác, những khoản chi này có thể làm túi tiền của bạn trở nên rơi đi một cách nhanh chóng. Tiểu hao, một sao có ảnh hưởng không tốt sẽ khiến bạn nhận ra rằng, dù có nguồn thu nhập khá ổn định, tiền vẫn có thể rò rỉ từng chút một qua những khoản chi tiêu nhỏ nhưng dồn dập. Những khoản vay nhỏ từ bạn bè hoặc người quen có thể trở thành gánh nặng, bạn sẽ cảm thấy khó lòng từ chối khi họ cần. Mặc dù trong lòng bạn biết rằng khả năng họ sẽ hoàn trả là rất thấp, đây là thời điểm bạn cần suy nghĩ kỹ càng về việc chi tiêu và quản lý tài chi của mình. Tháng này, bạn cũng nên dành thời gian để xem xét lại các khoản đầu tư mà mình đã thực hiện trước đó, liệu có những khoản nào đang ngủ quên, không mang lại hiệu quả. Đây là lúc lý tưởng để đưa ra những quyết định sáng suốt. Nếu bạn cảm thấy mình đang mắc kẹt với một dự án không sinh lời, hãy can đảm dừng lại. Đôi khi, việc từ bỏ một cái gì đó không còn hiệu quả lại chính là chìa khóa mở ra những cơ hội mới. Hãy nhớ rằng, trong thế giới tài chính, rủi ro và cơ hội luôn song hành với nhau. Thay vì ngồi đó ước mơ hay ghen tị với cuộc sống của người khác, hãy chủ động hành động để biến những ước mơ của bạn thành hiện thực. Sự thành công không tự đến, nó là kết quả của những nỗ lực không ngừng nghỉ và một quyết tâm mạnh mẽ. Hãy đặt ra mục tiêu rõ ràng và kiên định bước đi trên con đường của mình, mặc cho những khó khăn có thể xuất hiện. Tháng 10 này, hãy để những thử thách trong tài chính trở thành động lực thúc đẩy bạn tiến lên, dù có khó khăn đến đâu. Chỉ cần bạn giữ vững tinh thần và không ngừng cố gắng, cuộc sống mà bạn mong muốn hoàn toàn có thể trở thành hiện thực. Hãy là người kiến tạo nên tương lai của chính mình. Tử vi sức khỏe tháng 10 âm lịch của tuổi Bính Ngọ 1966.
khôi phục sức sống. Trong tháng 10 âm lịch năm 2024, tử vi sức khỏe của những người tuổi Bính Ngọ 1966 cho thấy những tín hiệu đáng lo ngại. Nguyệt lệnh bệnh xuất hiện, khiến bạn thường xuyên cảm thấy thiếu sức sống và tinh thần không được dồi dào. Có thể bạn sẽ nhận ra rằng làn da không còn hồng hào như trước, đôi khi còn có dấu hiệu xanh xao, vàng giọt. Tất cả đều là do việc thiếu ngủ và chế độ ăn uống không đủ chất dinh dưỡng. Giữa bộn bề công việc và những lo toan trong cuộc sống, hãy nhớ rằng việc chăm sóc bản thân là điều vô cùng quan trọng. Đừng ngần ngại dành cho mình một khoảng thời gian để thư giãn, để lắng nghe cơ thể và trái tim mình. Có thể chỉ là những phút giây ngắn ngủi trong ngày, nhưng điều đó có thể mang lại cho bạn nguồn năng lượng mới mẻ và sức sống tươi sáng hơn. Thời tiết trong tháng này cũng có thể gây ra một số khó khăn khiến mạch máu của bạn khó lưu thông. Do đó, việc vận động nhẹ nhàng trong những khoảng thời gian ngắn là điều cần thiết. Bạn không cần phải dồn hết sức lực vào việc tập luyện quá mức. Thay vào đó, hãy chọn những bài tập nhẹ nhàng như đi bộ, giãn cơ hay những bài tập yoga đơn giản để kích thích tuần hoàn máu, giúp cơ thể bạn cảm thấy thoải mái hơn. Bên cạnh việc vận động, thay đổi một số thói quen cũ có thể là chìa khóa giúp bạn khôi phục sức khỏe. Hãy thử nghiệm với những điều mới mẻ như thiền hay tập yoga. Những hoạt động này không chỉ giúp bạn cải thiện thể chất mà còn nâng cao tinh thần. Khi tâm trí bình an, cơ thể cũng sẽ hồi phục nhanh chóng. Tham gia vào những lớp học thiền hoặc yoga có thể mở ra cho bạn một thế giới tươi mới, giúp bạn tìm thấy sự cân bằng và hài hòa trong cuộc sống. Cuối cùng, hãy nhớ rằng sức khỏe chính là nền tảng vững chắc cho mọi thành công trong cuộc sống. Đừng để những căng thẳng và áp lực của cuộc sống làm bạn quên đi giá trị của việc chăm sóc bản thân. Hãy hành động ngay hôm nay để nuôi dưỡng sức khỏe và tinh thần của bạn. Tháng 10 này hãy để bản thân được tái sinh, trở nên mạnh mẽ hơn và rạng rỡ hơn bao giờ hết. Tử vi tình duyên tháng 10 âm lịch của tuổi Bính Ngọ 1966, tìm kiếm hạnh phúc trong giông bão. Trong tháng 10 âm lịch năm 2024, tử vi tình duyên của những người tuổi Bính Ngọ 1966 đem đến những thông điệp cần thiết để bạn có thể vượt qua những thử thách trong tình cảm. Ngũ hành xung khắc có thể gây ra nhiều rắc rối cho những ai còn đang độc thân, khiến bạn dễ rơi vào tình huống bị lừa gạt vì tính ngây thơ và cả tin của mình. Những mối quan hệ mới mẻ dù thú vị, cần thời gian để được kiểm chứng. Hãy cẩn thận đừng vội vàng đầu tư cả tình cảm lẫn tài sản vào một ai đó mà bạn mới quen. Đối với những người đã từng trải qua một cuộc tình sâu đậm, việc quên đi người cũ có thể là một thử thách không hề nhỏ. Những kỷ niệm đau thương có thể bủa vây bạn nếu bạn tiếp tục phải sống trong những không gian gợi nhớ về quá khứ. Thay vì để những kỷ niệm này cản trở cuộc sống hiện tại của bạn, hãy mạnh dạn thực hiện những thay đổi mới mẻ trong cuộc sống hàng ngày. Một màu son mới, một loại nước hoa khác biệt, hay thậm chí là việc sơn lại tường trong nhà có thể giúp bạn tạo ra không gian tích cực, xóa nhòa đi những dấu vết cũ kỹ của nỗi buồn. Với những người đang trong một mối quan hệ ổn định, hãy nhớ rằng không ai có thể thay đổi chỉ sau một đêm. Nếu bạn kỳ vọng vào sự thay đổi từ phía đối tác chỉ bằng những lời nhắc nhở, có thể bạn sẽ phải thất vọng. Hãy chấp nhận những điểm yếu của nhau như một phần không thể thiếu trong tình yêu. Cả hai bạn đều không hoàn hảo, nhưng chính sự thấu hiểu và chia sẻ sẽ là cầu nối để hai người gần nhau hơn. Hãy tìm cách để hòa hợp thay vì chỉ trích và tổn thương nhau. Tuy nhiên, nếu bạn đang ở trong một mối quan hệ đã đến hồi kết, hãy mạnh mẽ dứt áo ra đi. Việc cố gắng níu kéo chỉ khiến cả hai bạn thêm mệt mỏi và lãng phí thời gian quý giá. Bạn xứng đáng được sống một cuộc sống hạnh phúc và vui vẻ hơn. Hãy cho bản thân cơ hội để tìm kiếm tình yêu thực sự, một tình yêu mang lại cho bạn cảm giác an yên và trọn vẹn. Tình duyên là một hành trình đầy thử thách nhưng cũng rất đẹp đẽ. Hãy tin rằng những điều tốt đẹp sẽ đến với những ai kiên trì và dũng cảm tìm kiếm. Tháng 10 này, hãy mở lòng và cho phép bản thân trải nghiệm những tình cảm mới mẻ. Đồng thời cũng nên nhớ rằng, mỗi kết thúc là một khởi đầu mới. Tình yêu đích thực đang chờ bạn ở phía trước. Chỉ cần bạn dám bước qua những rào cản trong tâm hồn mình. Tiếp theo là tử vi chi tiết cho từng tuần trong tháng 10 âm lịch năm 2024, dành cho những người tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966. Mỗi phần tử vi sẽ tập trung vào các khía cạnh khác nhau của cuộc sống như sự nghiệp, tài lộc, tình duyên và sức khỏe, giúp bạn có cái nhìn toàn diện hơn về vận trình của mình trong tháng này. Tử vi tuần 1, từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 7 tháng 10 âm lịch. Trong tuần đầu tiên của tháng 10, tuổi Bính Ngọ sẽ trải qua một số thử thách trong sự nghiệp.
Sự xuất hiện của sao thiên hình có thể tạo ra những rắc rối không mong muốn, khiến bạn cảm thấy áp lực trong công việc. Mặc dù bạn có ý chí làm việc cao, nhưng một số kế hoạch có thể không diễn ra như mong đợi. Hãy giữ tâm thế bình tĩnh, tránh quyết định vội vàng mà có thể dẫn đến sai lầm. Tình hình tài chính sẽ ổn định hơn một chút so với những tháng trước. Tuy nhiên, bạn cũng cần phải cẩn thận với các khoản chi tiêu không cần thiết. Hãy lên kế hoạch chi tiết cho các khoản đầu tư và xem xét kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định tài chính. Trong lĩnh vực tình cảm, nếu bạn còn độc thân, hãy dành thời gian để chăm sóc bản thân và tận hưởng những niềm vui nhỏ trong cuộc sống. Những người đang trong mối quan hệ cần kiên nhẫn hơn, hãy cố gắng thấu hiểu và chia sẻ với nhau để gắn kết tình cảm. Về sức khỏe, hãy chú ý đến chế độ ăn uống và vận động để giữ sức khỏe tốt trong tuần này. Tử vi tuần 2, từ ngày mùng 8 đến ngày 14 tháng 10 âm lịch. Bước vào tuần thứ 2, vận trình sự nghiệp của tuổi Bính Ngọ sẽ có dấu hiệu tích cực hơn. Những nỗ lực và sự chăm chỉ của bạn cuối cùng sẽ được đền đáp. Bạn có thể nhận được sự công nhận từ cấp trên hoặc đồng nghiệp, tạo động lực lớn cho bản thân. Tuy nhiên đừng quên rằng, khi bạn thành công, hãy giữ sự khiêm tốn và tiếp tục làm việc chăm chỉ. Về tài chính, bạn có thể nhận được một khoản thu bất ngờ, có thể từ một khoản đầu tư trước đây hoặc một hợp đồng bạn đã hoàn thành. Tuy nhiên, hãy cẩn trọng với việc tiêu xài, hãy lập kế hoạch cho các khoản chi tiêu để đảm bảo không bị hụt hẫng trong những tháng tiếp theo. Trong tình cảm, đây là thời điểm tốt để những người độc thân mở lòng và tìm kiếm cơ hội mới. Bạn có thể gặp gỡ người mới thông qua bạn bè hoặc các hoạt động xã hội. Những cặp đôi đang yêu nên dành thời gian cho nhau hơn, có thể là một buổi hẹn hò lãng mạn hoặc đơn giản là một buổi trò chuyện thân mật để thấu hiểu nhau hơn. Về sức khỏe, hãy chú ý đến việc duy trì lối sống lành mạnh. Bạn nên thực hiện các bài tập thể dục nhẹ nhàng để giúp cải thiện sức khỏe tinh thần và thể chất. Tử vi tuần 3, từ ngày 15 đến ngày 21 tháng 10 âm lịch. Tuần thứ 3 của tháng 10 có thể mang lại một số khó khăn trong công việc cho tuổi Bính Ngọ. Những vấn đề không mong muốn có thể phát sinh, gây khó khăn cho bạn trong việc thực hiện các kế hoạch đã định. Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm để bạn học hỏi từ những thất bại và rút kinh nghiệm. Đừng ngại nhờ sự giúp đỡ từ đồng nghiệp hoặc cấp trên khi cần thiết. Tình hình tài chính trong tuần này có thể sẽ không ổn định. Bạn nên xem xét lại các khoản đầu tư trước đó và điều chỉnh kế hoạch tài chính của mình nếu cần. Tránh việc chi tiêu không cần thiết và hãy ưu tiên cho những khoản đầu tư mang lại lợi ích lâu dài. Trong lĩnh vực tình duyên, nếu bạn đang độc thân, hãy cẩn trọng với những mối quan hệ mới. Đừng vội vàng đặt niềm tin vào người khác, hãy cho mình thời gian để tìm hiểu kỹ càng. Những người đang yêu nên lưu ý đến sự giao tiếp, hãy chia sẻ cảm xúc của mình để tránh những hiểu lầm không đáng có. Về sức khỏe, bạn nên chú ý đến sức đề kháng của mình. Có thể bạn sẽ cảm thấy mệt mỏi hơn bình thường, vì vậy hãy đảm bảo rằng bạn có đủ thời gian nghỉ ngơi và thực hiện các biện pháp bảo vệ sức khỏe. Tử vi tuần cuối, từ ngày 22 đến hết tháng 10 âm lịch. Tuần cuối cùng của tháng 10 sẽ là một giai đoạn rất quan trọng cho tuổi Bính Ngọ. Đây là lúc mà bạn có thể đạt được những bước tiến đáng kể trong sự nghiệp. Những nỗ lực của bạn trong thời gian qua cuối cùng sẽ được đền đáp. Có thể là một cơ hội mới hoặc một dự án mới mà bạn có thể dẫn dắt. Hãy tự tin vào khả năng của mình và đừng ngần ngại thể hiện bản thân. Tình hình tài chính sẽ trở nên khả quan hơn trong tuần này. Những khoản đầu tư thông minh và quyết định đúng đắn trong quá khứ bắt đầu mang lại lợi ích. Hãy sử dụng thời điểm này để xây dựng kế hoạch tài chính dài hạn và dự phòng cho tương lai. Trong tình duyên, tuần này là thời điểm tốt để những người độc thân tìm kiếm tình yêu. Có thể bạn sẽ gặp một người đặc biệt trong một sự kiện hoặc cuộc gặp gỡ bất ngờ. Những người đang yêu có thể đưa mối quan hệ lên một tầm cao mới. Hãy dành thời gian để củng cố tình cảm và chia sẻ những giấc mơ tương lai với nhau. Về sức khỏe, tuần cuối này, bạn nên chú ý đến việc duy trì tinh thần lạc quan. Hãy tham gia các hoạt động thể thao hoặc thiền để giảm căng thẳng. Bằng cách này, bạn sẽ có thể giữ cho cơ thể và tâm trí của mình luôn trong trạng thái tốt nhất, sẵn sàng đối mặt với những thách thức mới trong tháng tới. Quý vị thân mến, tương hợp, tương khắc, nguyên lý phong thủy và vị trí trồng cây phong thủy gia tăng vận khí, hút tài lộc, sự nghiệp thăng tiến của người tuổi Bính Ngọ 1966. Cây xanh không chỉ mang đến không gian tươi mới,
thoáng đãng cho gia đình bạn mà còn có ý nghĩa phong thủy rất tốt. Lựa chọn cây cảnh theo tuổi cũng là một trong những yếu tố được nhiều người quan tâm. Mỗi tuổi, mệnh khác nhau sẽ phù hợp với những loại cây khác nhau, mang đại diện của mệnh mộc, thổ, kim, thủy, hỏa. Nhờ đó mà hút tài lộc và vận khí cũng khác nhau. Vậy những người tuổi Bính Ngọ hợp cây phong thủy gì, trồng cây gì sẽ mang lại may mắn và thịnh vượng cho gia chủ? 1. Cây lan chi để bàn cho người tuổi Bính Ngọ. Cây lan địa chi hay còn gọi là cây dây nhện là thực vật thân thảo. Phần thân bị bao phủ bởi nhiều lớp lá chồng lên nhau. Cây dây nhện có kích thước nhỏ, tán lá dạng chùm kết hợp với khả năng thanh lọc không khí hiệu quả, chính là lý do khiến các chậu cây dây nhện để bàn được ưa chuộng. Theo như phong thủy, cây còn có ý nghĩa mang đến nhiều may mắn, tài lộc cho gia chủ. Trong công việc văn phòng có sự thăng tiến, trong công việc kinh doanh có sự hanh thông, thuận lợi, rất phù hợp với tuổi Bính Ngọ. 2. Cây lưỡi hổ sinh tài lộc cho người mệnh thủy tuổi Bính Ngọ. Ý nghĩa cây lưỡi hổ đầu tiên phải kể đến là trong cuộc sống của chúng ta, cây lưỡi hổ là cây cảnh phổ biến được trồng nhiều trong nhà cũng như trong văn phòng. Không chỉ có ý nghĩa về mặt cuộc sống, mà cây lưỡi hổ còn có ý nghĩa lớn trong phong thủy. Cây lưỡi hổ được đặt trong nhà sẽ mang đến nhiều ý nghĩa và điều may mắn cho gia chủ. Đặc điểm của cây lưỡi hổ đó là lá mọc thẳng, thể hiện sự quyết đoán và ý chí tiến lên trong cuộc sống. Vì vậy, việc trồng cây lưỡi hổ trong nhà rất quan trọng, đặc biệt là với những gia chủ mệnh thổ. Cây lưỡi hổ mang ý nghĩa may mắn, giúp gia chủ phát tài, phát lộc, dồi dào tiền bạc. Vì thế nó có thể là một món quà để đem tặng đối tác, bạn bè, người thân vào những dịp đặc biệt như mừng tân gia, mừng năm mới. Nếu đặt cây lưỡi hổ trong nhà, bạn nên đặt ở các vị trí như đông, đông nam để phát huy tác dụng của cây lưỡi hổ tốt hơn. 3. Cây tùng bồng lai cho người mệnh thủy. Cây tùng bồng lai hay còn có tên gọi khác là tùng lá giăng trúc, tùng lá thiên môn đông. Cây tùng bồng lai mang ý nghĩa phong thủy nhiều tới sức khỏe, tài lộc, thịnh vượng, giữ tiền và giữ của cho người sở hữu. Cây có bộ rễ mọc dài và bám sâu xuống đất nên có thể trồng ở những nơi có gió mạnh và có thể sống được trên đá. Chính điều này mà cây tùng mang ý nghĩa cho sự trường thọ trong nhiều giới phong thủy cây cảnh. Theo quan niệm dân gian thì loại cây này chính là biểu trưng cho sức mạnh, sự bền bỉ, dám đương đầu với thử thách để vươn lên trong cuộc sống. Với vẻ đẹp sang chảnh và độc đáo mà loại cây này còn được xếp vào nhóm cây cao cấp nhất được ưa chuộng trồng. Lưu ý khi trồng cây phong thủy. Đối với cây cảnh phong thủy trồng trong nhà, không những để làm cảnh mà khi chọn được loại phù hợp sẽ còn giúp đem lại may mắn, tài lộc và sức khỏe cho gia đình, nên cần dựa vào nhiều yếu tố để chọn cây. Về hình dáng, không nên trồng những loại cây có lá quá nhỏ, cành dài loằng ngoằng, mọc quá um tùm hoặc có nhiều gai nhọn, có thể chứa khí xấu khiến các thành viên trong gia đình tranh cãi, gây mâu thuẫn hay có những vấn đề gây ảnh hưởng đến sức khỏe, cuộc sống. Tốt nhất, nên chọn những cây có dáng tròn xinh, đầy đặn và viên mãn, tán lá rộng theo không gian trồng, có màu sắc tươi tắn, đậm đà, thì nó sẽ mang lại những điều vô cùng tốt đẹp cho bản thân người trồng. Về mật độ trồng cây, nếu trồng nhiều cây, dày quá thì sẽ làm hạn chế đi lượng ánh sáng mà cây được hấp thụ, từ đó làm giảm dương khí, gây ra những tác động tiêu cực đến vận may của người trồng. Thế nên không cần trồng nhiều, chỉ cần trồng đủ và phải có chế độ cắt tỉa phù hợp. Vị trí đặt cây. Vị trí đặt của từng loại cây khác nhau, dù là trên bàn làm việc, phòng khách hay phòng ngủ, chân cầu thang cũng rất quan trọng. Chỗ đặt phải tuân theo đặc tính sinh trưởng của cây và phù hợp với vận mệnh của người trồng thì cây mới xanh tốt, mới phát huy hết hiệu quả phong thủy của nó. Cần lựa chọn vị trí đặt cây đảm bảo đủ ánh sáng cho cây phát triển bình thường. Nếu trong điều kiện ánh sáng tự nhiên thì mỗi ngày cây cần có khoảng 2 đến 3 giờ hấp thụ ánh sáng. Nếu không thì cần chuẩn bị thêm đèn phát ra ánh sáng để giúp cây luôn xanh tốt, có thể quang hợp được. Đối với những cây cảnh trong nhà, không cần tưới nước nhiều sẽ gây ngập úng. Chỉ cần tưới một lượng vừa đủ khi thấy đất trong bình bị khô quá. Bên cạnh đó, có thể dùng thêm bình phun để phun cho cây, tăng cường độ ẩm, làm sạch lá, tăng hiệu quả quang hợp của cây và cho cây xanh tốt hơn. Vì là cây đặt trong nhà, ở bình thường sẽ có lỗ thoát nước ở dưới nên cần có đĩa đệm ở phía dưới chậu, như vậy thì khi tưới nước sẽ không lo chảy lên láng khắp nhà. Trong quá trình cây sinh trưởng cũng không thể bỏ qua bón phân, tăng cường dưỡng chất cho cây, duy trì sự sống và phát triển. Tuy nhiên,
Cây cảnh thường đã được tạo dáng trước nên không được bón nhiều, khiến cây phát triển mạnh sẽ làm mất dáng, có thể khoảng nửa tháng lần bón vừa đủ cho cây. Tại vị trí cửa chính tuyệt đối không trồng cây lớn có tán rộng, không trồng quá nhiều hoặc chỉ độc một cây. Lời khuyên cho những ai trồng cây phong thủy trong nhà là nên đặt nơi cửa chính xô chao hoặc cây chẵn, thường là hai, cây dâu, cây dương, cây liễu, cây bách. Cây đa cũng như các loại cây có tính âm là tối kỵ tại vị trí này. Phòng khách là nơi trọng điểm trong nhà vì đây được cho là vị trí thu hút tài lộc. Bên cạnh đó, bạn có thể gây ấn tượng tốt cho các vị khách đến nhà vì tạo được bầu không khí dễ chịu, tươi mới tại đây. Do đó, cần chú trọng chọn những cây mang lại nhiều may mắn và luôn xanh tốt quanh năm như kim ngân, kim tiền, phú quý, phát lộc hoa, ngọc bích, kim tiền, thường xuân. Phòng ngủ là nơi nên ít được đặt cây nhất vì sẽ dễ phải hít khí carbonic mà cây thải ra về đêm. Nếu bạn vẫn muốn thêm sự thuận hòa cho gia đình thì vẫn có thể cân bằng mọi thứ bằng những chậu cây nhỏ và tươi tắn. Vì có thuộc tính âm nên phòng ngủ không được đặt cây to, xù xì và sậm màu, dễ dàng gây ảnh hưởng xấu tới thể chất và tinh thần của con người. Dàn bếp cũng không phải là một nơi lý tưởng để bạn trồng cây vì nhiệt độ cao do quá trình nấu nướng sẽ gây ảnh hưởng không tốt đến sự sinh trưởng của chúng. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là bạn không thể tạo một không gian hài hòa phong thủy và tràn đầy sức sống. Tại đây, hãy chọn những cây có mùi hương dễ chịu hoặc có thể sống được trong điều kiện khô hạn để trồng tại đây. Cây cảnh ở phòng làm việc không được có màu sắc quá sặc sỡ hay tỏa hương thơm nồng vì sẽ khiến tâm trí của bạn xao động, không thể tập trung vào công việc. Điều mà chúng ta cần tại vị trí này là những cây có thể giúp cân bằng được trạng thái an tĩnh và sự bình yên, cũng như cảm giác thoải mái, tự tin nhất. Phòng tắm cũng có thể được trang trí thêm một vài cây cảnh nhỏ, chịu được bóng, ẩm và phù hợp với tính cách của bạn. Thưa các bác, trong phần tiếp theo của chương trình, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về lời Phật dạy về sự lãng phí thời gian để thấy từng giây cuộc đời cũng thật ý nghĩa. Phật dạy về sự lãng phí thời gian. Có nhiều thông tin cho rằng, quả báo của những ai lãng phí thời gian đó là họ sẽ bị quả báo nghèo khổ do lười lao động, đầu óc ngu muội, không làm được việc hơn, hay tin rằng sau khi chết rất dễ làm ma đói hay tái sinh thành các loài thú, khó có cơ quay lại làm người, mà nếu có tái sinh làm người cũng chỉ là người tầm thường, thậm chí thấp kém, hạ liệt trong xã hội. Điều này được giải thích là vì những người thường có thói quen lãng phí thời gian ít tạo nhiều ân nghĩa với thế gian, nên không gieo duyên với chúng sinh nhiều. Thực ra, quy luật nhân quả hoạt động không rõ ràng được như trên, vì nó là tự tổng hòa của nhiều việc, nhiều hành động trong quá khứ lẫn hiện tại, chứ không thể rõ ràng như 1+1=2, dễ dàng giải thích như cách chúng ta vẫn nghĩ. Phật dạy về sự lãng phí thời gian được nhắc tới trong kinh Di Giáo và nhấn mạnh rằng chúng ta nên tận dụng từng giây, từng phút mà mình may mắn có được. Này các đệ tử, ban ngày thì nỗ lực tu tập pháp lành, không để thời gian trôi qua uổng phí, đầu hôm, cuối đêm cũng không luống bỏ, giữa đêm tụng niệm, tu trì. Đừng vì chuyện ngủ nghỉ mà để cuộc đời trôi qua vô ích, hãy tâm niệm rằng ngọn lửa vô thường đang đốt cháy thế gian để tự tinh tấn độ mình, khắc phục sự lười biếng, ngủ nghỉ. Có thể thấy, Đức Phật khuyên các đệ tử của mình cần phải chăm chỉ, ý thức việc tu tập cũng giống như người thường cần phải tu thân vậy. Việc đó không thể trì hoãn và phải thực hành thường xuyên mới mong có được kết quả mà mình muốn, nhận thức cuộc sống ngắn ngủi để sớm tỉnh thức. Chúng ta có người sống vội nên lăng xăng làm việc, không đủ thời gian để mưu cầu sự sống, ngược lại. Cũng có người thấy thời gian thừa thải, dài lê thê, cả hai cách sống đấy đều là phí hoài thời gian vô ích. Ví dụ, ta có may mắn sống thọ đến 80 năm, thì mất nửa đời người 40 năm để ngủ, còn lại thời gian 40 năm chúng ta sinh hoạt và làm việc mà thôi. Thế mới thấy, cuộc sống này ngắn ngủi đến từng nào, từng giây phút mà chúng ta đang sở hữu quý giá biết bao. Hãy đếm ngược quỹ thời gian mà mình đang có để thức tỉnh rằng, quỹ thời gian hữu hạn, chớ phí hoài cho việc ăn chơi, ngồi lê đôi mắt, tán gẫu thị phi. Thời gian dành cho sự chăm sóc bản thân không còn nhiều, nhận thấy cuộc sống ngắn ngủi không phải bi quan yếu thế mà là sự tỉnh thức, để mỗi cá nhân chiêm nghiệm sự thật vô thường của cuộc đời, để giác ngộ được tự tính vô thường của vạn pháp, có như thế mới đủ dũng cảm sống trọn vẹn cho từng khoảnh khắc mà mình có được. Kinh Kim càng đưa ra hình ảnh ẩn dụ cho thấy sự mong manh, vô thường của các pháp hữu di và sự hạn hữu của thời gian. Tất cả các pháp hữu di đều như chiêm bao, như ảo thuật, như bóng nước, như ảnh tượng, như sương mai, như điện chớp,
nên phải quan sát đúng như vậy. Những lời dạy trên không chỉ dành cho người tu hành mà còn là cho chúng ta, khuyên rằng ta nên xem trọng thời gian để tấn tu đạo nghiệp. Đừng để thời gian thoáng qua một cách vô ích. Cuộc sống này rất công bằng, ai cũng chỉ có 24 tiếng đồng hồ. Ta cần phải quyết định việc gì cần làm và việc gì cần bỏ qua. Chúng ta dành bao nhiêu thời gian để ngồi nhìn lại thật sâu vào tâm mình, nuôi dưỡng và phát triển nó. Lúc còn trẻ khỏe, nhiều người chỉ lãng phí thời gian cho những thú vui vô bổ vì không biết mục tiêu cuộc đời của mình là gì. Cho nên, phải biết tiết kiệm thời gian, biết tranh thủ thời gian để làm những việc có ích cho mình, có lợi cho người. Tại sao chúng ta phải quý tiết thời giờ? Đó là vì trân quý duyên lành ít có, khó được mà ngày nay mình đã có được nên trân quý. Khi nhận ra được một cái gì đó ít có và khó gặp thì chúng ta sẽ rất quý trọng, tìm cách giữ gìn và làm cho nó tăng trưởng, không để bị cuốn mất đi. Ta nói câu, thời gian quý như vàng, mà quên cả việc nhận thức về nó một cách sâu sắc. Sự thật là thời gian trôi qua lại cuốn phăng cái quý báu đó đi. Chuỗi ngày còn lại để mình may mắn còn có được nó thì quá ít ỏi, nên chúng ta phải trân quý. Chính vì trân quý như vậy cho nên ta mới không dám để một phút giây nào lơi lỏng, trôi xuôi. Các bậc cổ đức nói, thiên niên thiết thọ khai hoa, dị nhất thất nhân thân dạng kiếp nan, nghĩa là cả ngàn năm cây sắc mới trổ qua một lần vẫn còn là dễ. Nhưng một phen mất thân người rồi thì muôn kiếp khó được lại. Ngày hôm nay chúng ta đã hội đủ phúc duyên nên mới có được thân người chứ không phải dễ dàng. Đã được làm thân người rồi, còn được trí tuệ thì được xem là sở hữu những điều vô cùng quý giá. Thế mà ta cứ mãi đi kiếm đâu đâu để mặc thời gian phí hoài thì thật là đáng trách. Thời gian như bóng câu qua cửa sổ, nên hãy tỉnh thức để kịp sắp đặt những gì để hoàn tất từng phần đời mình. Để thời gian không thờ ơ trôi qua trong lãng phí, hãy biến mình thành ông chủ thông minh. Sở hữu trong tay công cụ là thời gian, thành công để đạt được những thành công trong đời. Vì vậy, hãy sử dụng vốn thời gian tốt nhất, để một mai không hối tiếc điều gì.